anh em, chào anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Tiếp tục video về các thông tin cập nhật của MOBA Online ở Season 18.2. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái vật phẩm khác, đó chính là khuyên tai sọng nha anh em. Thì ở các video trước mình cũng đã giới thiệu cho anh em về hệ thống chế tạo cánh mới đã được cập nhật, cũng như là con pet thú cười mới ra, đó chính là pet UR, và cũng như là so sánh pet UR, thú cười UR với cả thú cười khác như là Holy và Leon để anh em có sự cân đối khi mà nâng cấp. Thì tiếp tục ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về khuyên tai sáo để xem sức mạnh của em nó ra làm sao khi mà chúng ta đi trên, và chúng ta có thực sự cần thiết phải nâng cấp lên khuyên tai sáo ngay từ lúc này hay không. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu với anh em về nhân vật mà mình sẽ làm test ở ngày hôm nay. Mình vẫn sẽ sử dụng một nhân vật RF với cặp nắm đấm là cộng 15, level 1300, và nắm đấm của mình sẽ là nắm đấm max ping, tức là nắm đấm có thể gây tối đa lượng đam tốt nhất có thể ở server của mình, và bên tay trái tay phải đều là nắm đấm như nhau nha anh em. Và mình sẽ sử dụng thêm một set là set 1400 hay còn gọi là set Apple, và set Apple này mình gần cùng sử dụng gần như là max ping luôn với cộng 15 star và DD 75. Tiếp theo đó mình sẽ sử dụng tiếp một cái win 4, và win 4 của mình chỉ là cộng 15 và có lúc chưa add thêm dòng thuộc tính anh em. Tiếp theo đó mình sẽ sử dụng một sách thuộc tính cộng 15, nhưng mà là sách thuộc tính cấp 1 bình thường thôi anh em ạ. Và nhân vật chính của ngày hôm nay chính là cặp khuyên tai 6 anh em. Với cặp khuyên tai 6 tốt nhất cho PVP hiện tại đó, Blinding Earring cộng 15, với chỉ số được tăng thêm là Crit Dam cộng 9%, Excellent Dam cộng 9%, và tốc độ đánh tăng thêm 7 anh em. Và bên trái sẽ là tăng Attack Power, tăng Dam lên 151 điểm, tăng Mastery Crit Dam lên 260 điểm, và Skill Dam là cộng 27 điểm anh em khi mà khuyên tai của chúng ta ở cộng 15 đấy. Rồi, tiếp theo làm thế nào để chúng ta có thể nâng cấp từ Earring hay còn gọi là khuyên tai cấp 5 lên khuyên tai cấp 6 thì anh em cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ nha. Đầu tiên mình sẽ di chuyển về map Noria cái đã. Rồi sau khi về map Noria chúng ta sẽ phải đến nhân vật Chao Gobin. Bây giờ Chao Gobin đã được làm lại anh em. Đấy anh em có thể thấy Chao Gobin đã được làm lại. Nếu như mà anh em chọn dòng đầu tiên như bình thường thì nó sẽ là chế tạo nâng cấp cảnh và nâng cấp vật phẩm bình thường. Và bây giờ chúng ta sẽ phải chọn vào dòng thứ hai, vẫn là dòng Regular Combine. Đấy anh em chọn vào. Và để nâng cấp được cặp khuyên tai cấp 6 thì anh em nên chuẩn bị cho mình một cặp khuyên tai cấp 5 cộng 11 cho đến 15 nha anh em. Thì từ cộng 11 đến cộng 15 thì tỷ lệ thành công nó sẽ tăng dần, và khi mà ở cộng 15 giống như của mình đây thì nó sẽ là 100% nha anh em. Đấy 100%. Tiếp theo chúng ta sẽ cần cái gì? Chúng ta sẽ cần thêm một cái nguyên liệu tên là Binding Flame. Đấy nguyên liệu để nâng cấp lên cấp 6. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ép thử nha anh em. Đầu tiên mình sẽ nâng cấp một cả hai hộp lên anh em này. Đấy, một cháo 20B, 20 sụt vẹt và nguyên liệu. Tỷ lệ là 100% nha anh em. Để xem nó ra sẽ là khuyên tai cấp 6 mấy hộp đây. Tưng. Ui, khuyên tai bên phải một hộp anh em ạ. Từ hai hộp về một hộp rồi. Tiếp tục. Khuyên tai ba hộp nha anh em. Tắt đi, chúng ta vào lại. Đấy, cả khuyên tai ba hộp thì nó sẽ lên bao nhiêu hộp đây? Bao nhiêu dòng đây? Thâm bại. Ui, ba dòng về hai dòng anh em ạ. Anh em thấy tỷ lệ không? Rồi, sau khi anh em có được một cặp khuyên tai sáu như vậy, skill đám chỉ số này sẽ không thay đổi nữa nhé. 151 này nha. Cái dòng skill đám English 27 này mình thấy nó không thay đổi giữa cộng 11 và cộng 15, nên anh em lưu ý nhé. Sau khi có được khuyên tai thì làm sao chúng ta nâng cấp lên được cộng 15? Thì tiếp tục anh em chọn cho mình Chao Gobin và chọn dòng đầu tiên. Đấy, anh em chọn vào trên Equipment và anh em đưa bên tay anh em vào. Đấy, sau đó anh em sẽ phải cần sử dụng nguyên liệu là Lapis Stone hay là chỗ mình gọi là Tree. Đó, anh em click cho mình. Đó, cứ cầm ba liên tục thôi. Đấy, rất là đơn giản. Đó, tỷ lệ là sẽ tăng dần giống như các khuyên tai khác, không có gì thay đổi cả. Đấy, và như vậy chúng ta có một khuyên tai cộng 15 bên phải. Ok, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo với sự ảnh hưởng của Earring 6 để các cái chỉ số của nhân vật đi nhé. Đầu tiên mình sẽ sử dụng một cặp Earring cấp 5, đây, vào cặp khuyên tai cấp 5. Và ở đây mình sẽ có lượng đam như sau. Lượng Attack Power của mình tối đa là 8208 và được tăng thêm là 7753. Và ở trên cặp Earring này nó cũng mang lại cho chúng ta, anh em có thể đọc, nó sẽ tăng cho chúng ta là Attack Dam này từ 370 điểm đến 373. Còn đối với cặp khuyên tai cấp 6 thì nó lên được 436 anh em ạ. Từ 436 mà lên
từ 370 mà lên 436 thì nó rơi vào khoảng là gần 70 điểm đấy anh em ạ. Gần 70 điểm ATK. Đấy. Trong phiên tài sản này. Và bây giờ đẹp thuộc tính của chúng ta tăng lên là bao nhiêu đây? Từ 358 lên là 124. Ui, lên nhiều anh em ạ. Chúng ta là 60 với là 420. 10 cũng lên được 60 điểm đấy anh em, lên 60 điểm đẹp thuộc tính. Đấy. Ngoài ra nó còn tăng thêm các cái chỉ số phụ như là tăng xuyên giảm thêm 1% này. Tăng tất cả các cái pole của chúng ta thêm 1 điểm này, 8 điểm này. Đó, 8 điểm thì bây giờ nó thành 9 điểm anh em. Phiên giảm từ 5 điểm lên 6 điểm. Đó. Rồi. Mình sẽ mang một cặp khuyên tai cấp 6 lên cho anh em thấy. Này là 8.2 đúng không? Bây giờ lên 8.6. Lợi hại không anh em? Tăng hẳn 400 ATK power. Đấy. Lượng đẹp của chúng ta thì sẽ gần như là không thay đổi 9664. Dù rằng là mang khuyên tai gì đi chăng nữa thì vẫn là 9664 nhưng mà. Đấy, không thay đổi anh em. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cặp khuyên tai cấp 5 của mình đánh quái trong vòng 3 phút để xem lượng đam của nó mang lại là bao nhiêu đam lên dây và đam cao nhất là bao nhiêu nhé anh em. Để thế nào nhé, mình sẽ đánh trong vòng 3 phút để có được cái kết quả chính xác nhất. Đây nào. Đây, mình đang sử dụng một cặp khuyên tai 6 nhé, cặp khuyên tai cấp 5 nha. Đấy. Minh đam là bao nhiêu? Chưa thấy ra minh đam. Minh đam là đam màu gạch đấy nhé. Đam màu vàng này là đam ép thêm rồi, không phải là minh đam đâu nha anh em. Ui, không xuất hiện minh đam luôn ạ. Đấy, 2560 anh em. 261. 1.124. Mắc đam à? 262. 260k nha anh em. 260.000 là minh đam khi sử dụng khuyên tai cấp 3. À, khuyên tai cấp 5. 1.124.500 có vẻ là mắc đam rồi anh em ạ. Bao nhiêu đây? 1.124.000 anh em. Khả năng là 1.124.000 rồi anh em ạ. Minh đam thì vẫn là 260k. Đấy. Ồ, 255.000 nhé. Vừa mình vừa xuất hiện thấy minh đam là 255.000 kìa. Thấp hơn nhiều so với mình dự đoán đấy nha. Đây là lượng đam trên dây nhé, 1 phút 30 giây rồi. À, lượng đam trên dây là dao động vào khoảng 3.100.000 đấy. Đấy, 3.100.000, 3.120.000, 3.100.000. Càng về lâu thì lượng này nó còn sẽ càng giảm xuống đấy nha. 3.100.000 anh em ạ. Dao động lên quanh 3.100.000 đấy. 254 kìa, mình đam còn xuất hiện 254 nữa kìa. 254k là minh đam. Đấy, 2 phút đấy nhé, 3.100.000. Rồi. Bây giờ mình sẽ đổi nhé nhé. Bây giờ mình sẽ đổi lên một cặp khuyên tai cấp 6. Đấy. Đây không phải cái này. Đây là khuyên tai cấp 6 này anh em. Thì phải sử dụng khuyên tai giống nhau anh em ạ. Ok, chúng ta bắt đầu test lại lần nữa. Đâu, minh đam bao nhiêu đây? 276, 274. Mắc đam bây giờ là 1158. Đấy, 1124 lên được 1158 anh em nhé. Lên tầm hơn 30k đam anh em ạ. Rồi chúng ta cứ tiếp tục tìm minh đam thấp nhất thôi nha. Này minh đam là 254 phải không nhé? 279 này. 276 này. 273 này. Đó, đam một gạch tỉ nhé. Mắc đam thì đã tìm ra được rồi. Ừ, 1.283 kìa nha. Cao đấy, 1.283 lần đấy. Mắc đam là 1.283 chứ không phải là 1.188 đâu nha mà. Mà ít khi xuất hiện, đó là đam triple đấy nhé. Triple còn xuyên giảm đấy. 274 này nhé, 272, 274. Đấy, 1.283 này nhé. Đấy, 1.283, lên được khối nhiều đam đấy nhé mà. Mà lượng đam trên dây thì nó mình thấy nó không bằng như nhé, còn 2.900.000 thôi nhé kìa. Thì về lượng đam trên dây thì nó không thay đổi nhưng mà lượng đam sốc đam lên một hit á thì cặp khuyên tai 6 này có vẻ rất là ok. 275, 274 này là 272, có vẻ từ 254 lên được 272 min đam nhưng mà khá là ngon đấy. Đấy, 1.161 này.
về lượng đam trên dây thì có vẻ là tương tự nhau anh em, không có thay đổi quá nhiều. Từ 3 triệu 172. Đấy, 3 triệu 150, 60 anh em. Đó, có minh đam, có mắc đam rồi, có đường đam trên dây rồi. Đó, anh em có thể tự có luôn cả bảng C rồi, thì anh em có thể tự bản thân mình có thể so sánh được. Và nếu như anh em muốn để tiền so sánh thì mình có cái bảng ở đây và ở đây nhé, thì anh em có thể nhìn một cái tổng quan hơn về cặp Erling cấp 6 và Erling cấp 5, mình thay đổi về đam giữa hai cặp này. Thì theo bản thân mình thì hai cặp này á thì nó không có thay đổi nhiều về đam bình thường, nhưng mà nó thực chất mà để đi PVP mà nó tính một ít đam như vậy thì nó không quan trọng đâu, và kể cả PVM, nhất là một điều nữa nhé, cực kỳ quan trọng là chưa chắc anh em đã úp được cặp Erling cấp 5 của anh em lên cấp 6 mà nó vẫn giữ nguyên bao hộp như vậy. Anh em hiểu ý mình không ạ? Để nâng cấp lên được một cặp Erling bao hộp thì rất là khó. Đó, nếu như mà anh em không chắc chắn hoặc chưa có thì anh em nên sử dụng cặp Erling cấp 5 bao hộp mà mình đang sử dụng cái đà. Thế như sau này anh em có được cặp Erling cấp 6 mà có bao hộp như vậy á thì anh em mới đổi sang sử dụng Erling cấp 6 nha anh em. Và khi mà anh em sử dụng Erling cấp 6 thì nó sẽ mang lại cho anh em một cái lời nữa là lời về Death Element anh em ạ. Death Element khá là ngon anh em. Còn cả hai bên lại nó sẽ tăng cho anh em tầm 100 mấy Death Element ấy. Rất là tốt trong quá trình mà anh em đi PVP. Đấy. Và trên đây là một bài test nhỏ nhỏ cũng như là một vài cái giới thiệu của mình về cặp khuyên tai 6 này. Thì nếu như anh em thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình và các video tiếp theo. Và anh em đừng quên để lại comment của mình về các cái thắc mắc của anh em cũng như là các cái góp ý để mình làm các video sau tốt hơn. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.